Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Trọng, mình đến từ cái channel CryptoNick đây. Hôm nay mình sẽ quay lại với một cái hướng dẫn sàn airdrop tiếp nhé. Lần này mình sẽ quay lại, mình sẽ hướng dẫn cái quest 2 của Aptos nha các bạn nhé. Thì Aptos nó cũng đang ra cái nhiệm vụ trên Gaxe các bạn nhé. Thì nó đang ở quest 2 rồi. Thì cái nhiệm vụ này thời hạn kết thúc là ngày 1 tháng 1 2024 nhé các bạn nhé. Thì còn khoảng 5-6 ngày nữa. Đấy. Thì vào đây thì các bạn hoàn thành các nhiệm vụ trước là John Telegram và của Aptos và của Aptos TG nhé các bạn nhé. Ok, sau đó bạn về vào cái phần này này, xong bạn ấn đi thôi và làm các cái hướng dẫn của họ nhé. Sau đó bạn có thể ấn vào View More hoặc là View More ở đây để xem thêm, thì xem hoàn thành các nhiệm vụ ở đây thì nó có cái 4 cái nhiệm vụ chính thôi. Đấy. Thứ nhất là swap USDC USDC sang mode này và cung cấp thanh khoản ở trên Tana nhé các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo là chain này. Đấy, thứ ba là sở tách ABT này. Đấy. Nó có một số cái nhiệm vụ như vậy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn từ nhiệm vụ 1 nhé. Và các bạn có thể chọn dịch sang tiếng Việt để xem cho dễ hiểu hơn nhé. Ok, thì để làm được cái khi mà hoàn thành tất cả các nhiệm vụ rồi thì bạn điền form ở đây nhé các bạn nhé. Ở đây nó có form này. Đấy. Ok, thì cái nhiệm vụ đầu tiên là nó yêu cầu các bạn dùng ZUSDC đổi sang cái token MOD này, là cũng một cái stablecoin của mạng Aptos nhé, và cung cấp thanh khoản. Thì các bạn nào chưa có ZUSDC thì nó bảo là hãy dùng cái cầu Aptos này để chuyển USDC sang cái mạng Aptos USDC nhé các bạn nhé. Ok, thì mình vào cái cầu của cái Aptos này, sau đó mình sẽ kết nối với cái ví MetaMask của mình này. Đây, mình đã kết nối sẵn rồi nhé. Kết nối với MetaMask và kết nối với cả ví của Aptos nhé. Mình kết nối với ví Bicha. Sau đó mình sẽ chọn mạng và chọn token. Ví dụ mình đang có USDC ở trên mạng Aptos, mình chọn USDC và bridge sang cái mình đang có USDC ở mạng Arbitrum các bạn nhé. Và mình bridge sang mạng Aptos bằng cái ví Bicha và ví MetaMask đây. Xong mình ấn transfer này. Ok, xong mình sẽ chuyển mạng này. Ok, xong mình tiếp theo này, xác nhận này. Thì bạn dùng cái cầu này nhá, thì vừa sun airdrop ở trên Aptos, vừa sun airdrop ở trên cái Nail Zero luôn nhé các bạn nhá. Thì cái cầu này nó được hỗ trợ bởi Nail Zero các bạn ạ. Thì bạn under bridge như này thì vừa sang này drop 201 luôn nhé. Vừa hoàn thành được cái nhiệm vụ của Aptos nhiệm vụ thứ hai này, quest 2 nhé. Ok, vậy là mình đã bridge xong rồi nhé. Đấy. Thì nó có đồng ở đây rồi, thì mình sẽ chờ một lúc để nó đến thôi. Ok, sau đó cái nhiệm vụ này thì bạn thì nó đang pending đây nhé, thì các bạn phải chờ một thời gian. Đấy, khi nó chạy cái dòng xanh xanh đầy đây này thì là cái USDC của bạn đến nơi nhé. Các bạn chú ý bridge từ EVM là từ những cái chain thuộc hệ ETH đấy các bạn ạ, EVM ấy. Thì sang Aptos thì nó nhanh thôi. Còn bridge ngược lại từ Aptos sang EVM ấy, thì nó mất 2 ngày đấy các bạn nhé. Rồi, khi bridge xong nhá thì bạn vào tiếp cái trang nhiệm vụ này này. Thì nó bảo là khi cầu xong thì vào đến trang Tana để swap nhá. ZUSDC sang token mode nhá. Đấy, thì bạn ấn vào kích vào đây. Đấy, thì bạn ấn vào app Tana.swap này. Đấy. Đấy, khi vào đây mình kết nối cái ví app tục mình nhé, thì mình đang dùng ví Becha. Đấy, ok, sau bạn sẽ swap cái USDC đây, ZUSDC của Layer 0 nhé, sang cái mode này. Mình sẽ swap khoảng 10 năm này. Ok, xong mình chọn được cái trượt giá đây. Ok, xong mình ấn swap này. Pro này.
Ok, bây giờ mình sẽ quát thành công nhé. Đây, ở đây nó có hiện 10 năm rồi này. Rồi, tiếp theo là bạn sẽ vào cái bể của nó để mình cung cấp thanh khoản nhé. Đây, mình sẽ cung cấp thanh khoản. Đây, bạn vào đây thì nó kết nối với ví của mình này. Thì mình ấn vào đây, mình ấn deposit nhé các bạn nhé. Ấn deposit này. Mắc này. Deposit. Đây, mình đã deposit hết rồi nhé. Đấy, ok. Đấy, vậy là mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ số 1 nhé các bạn nhé. Đấy, hoàn thành xong nhiệm vụ số 1. Ok, đến bài học, đến cái bước số 2 là học cách bắt chước giao dịch maker này. Ok, nhiệm vụ thứ hai nhé. Nhiệm vụ thứ hai là chay nhé các bạn nhé. Nhiệm vụ thứ hai là chay, cũng dùng cái USDC này để chay nhé. Thì bạn nào chưa có thì cầu thì mình vừa hướng dẫn cầu rồi nhé. Còn bạn có rồi thôi thì mình sẽ vào ứng dụng này, ứng dụng giao dịch và sử dụng ZUSDC để thúc đẩy giao dịch mua tài sản trên nền tảng nhé. Thì đây, vào cái trang của họ đây, mình cứ kích vào cái chỗ ứng dụng giao dịch này này thì nó sẽ ra trang rồi nhé. Ok, sau mình ấn sẽ vào ấn connect này. Mình sẽ kết nối với ví Becha trên mạng Aptos của mình nhé. Ok. Đấy. Rồi mình sẽ sử dụng một cái USDC để mình giao dịch nhé. Thì đây là cái lệnh đòn bẩy. Đây là một cái sàn future các bạn nhé. Ok, sau đó bạn sẽ nhập số lượng USDC của bạn vào đây. Ok, thì chỗ này mình sẽ nhập số lượng USDC đây. Ví dụ mình nhập 10 USDC chẳng hạn. Rồi mình ấn sell. Ok, mình chú ý một chút là cái khi mà sell hoặc chơi future ở đây ấy, thì cái số đòn bẩy cộng với số tiền của bạn là khoảng phải 300 đô trở lên nhé. Ví dụ mình có 30 đô đây thì mình phải dùng đòn bẩy x10, ít nhất là x10 trở lên thì để đủ 300 đô nhé các bạn nhé. Ví dụ bạn chọn cái đòn bẩy 3x này, sell nó bảo là bạn không đủ 300 đô nhé, thì ít nhất phải bạn phải chọn x10 đấy. Xong mình ăn sell này đấy thì nó đủ nhé. Bạn có thể chọn chỗ take profit ở đây là khi bạn có lời, hoặc là dừng lỗ nhá, stop loss, hoặc TP ở đây. Đấy, ok, xong bạn ấn bạn không chọn thì bạn có thể bỏ qua, xong bạn ấn sell sell này. Ok, mình sẽ chọn stop loss đây đi. Ví dụ cái mình đang chọn sell đúng không? Nếu mà nó ATB này nó lên giá 11 đô thì mình sẽ chốt mình sẽ stop loss, và khi nó xuống giá khoảng 9 đô thì mình sẽ chốt lời. Đấy, mình sell sell này. Rồi, sau đó mình sẽ upload trên ví nhé. Đây, thì cái lệnh của mình đã thành công rồi này. Order confirm là thành công rồi nhé. Ok. Thì ở đây nó có các cái tính điểm, tính nhiệm vụ nhé. Thì các bạn có thể chơi ở cái sàn này có thể là được airdrop ở cái sàn này luôn nhé các bạn nhé. Ok, thì khi chơi xong thì ở đây mình có một cái lệnh treo đây này. Sau đó bạn có thể ấn Knock Position, có nghĩa là đóng lệnh được nhé các bạn nhé. Đóng lệnh được. Ok, thì mình sẽ đóng lệnh luôn nhé. Ấn Knock Position này. Đấy, xong mình ấn Knock Position tiếp nhé. Rồi sau đó mình xác nhận trên ví nhé. Upload này. Ok, vậy là mình đóng lại thành công nhé. Rồi, khi mình thành công cái lệnh rồi mình sẽ tiếp tục quay lại trang nhiệm vụ. Mình tắt cái này đi. Mình tắt đi. Ok, mình sẽ quay lại trang nhiệm vụ nhé. Tiếp theo là nhiệm vụ số 3 là đặt cược cái token BT vào cái sàn Amlit này nhé. Thì bạn ấn vào Amlit Finance ở đây. Thì ở cái nhiệm vụ này thì bạn sẽ đặt cược ABT và bạn sẽ đổi thành và sẽ nhận được cái STATB nhé các bạn nhé.
Ok, vào đây xong bạn kích vào Stack Amnit và File Name này, này. Ok, vào đây thì bạn sẽ kết nối với cái ví AppTalk của bạn nhé. Ok, kết nối ví xong thì bạn sẽ ở đây bạn sẽ đặt cược cái token ATB của bạn nhé. Ví dụ mình đặt 0.1 chẳng hạn. Ok, thì bạn sẽ đặt cược vào cuối cùng bạn sẽ nhận được cái ATATB này này. Ok, bạn ấn min stack nhé. À, nó bảo tối thiểu là 0.2 nhé các bạn nhé. Thì bạn sẽ chọn là 0.2. Đấy, ok, xong bạn ấn min stack này. Ok, xong bạn ấn approve nhé. Ok, nó bảo sục xe fully nha, thành công rồi nhé các bạn nhé. Cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Ok, vậy là mình đã min và stack thành công rồi nhé các bạn nhé. Bạn phải nhớ chọn min và stack nhé, thì nó mới thành cái STB nhé. Nếu mà bạn chỉ chọn min only ấy, thì nó chỉ thành AM, ABT thôi các bạn ạ. Còn min và stack thì nó mới thành STATB, ABT nhé các bạn nhé. Các bạn phải nhớ chọn min stack nhé, min and stack này. Đây thì bạn nhớ đọc nghĩa đây này, thì nó mới thành STAPT được nhé các bạn nhé. Ok, tiếp theo là cái nhiệm vụ số 4 nhé. Ok, tiếp theo cũng là một cách sử dụng giao dịch thôi các bạn nhé. Thì bạn vào kích vào cái link ở nhiệm vụ số 4 này nhé. Kích vào cái link này. Thế sau đó bạn kích tiếp vào cái link ở đây nhé. Thì nó sẽ ra cái kênh trade này. Ok, thì nó sẽ ra một có 4 cái đối tác đây nhé. Thì bạn chọn cái đối tác nào được. Thì mình sẽ chọn cái sàn là SwapGPT nhé các bạn nhé. Mình sẽ cái trang này sẽ sử dụng khá dễ so với các sàn còn lại. Ok, khi vào cái sàn SwapGPT này thì bạn kết nối cái ví Becha nhé. Mình có ví Becha, mình kết nối với Becha. Ok, sau đó bạn sẽ chọn vào cái chỗ deposit đây nhé. Bạn vào deposit đây. Thì bạn phải deposit cái USDC vào thì bạn mới mới trade được ở đây nhé các bạn nhé. Ok, thì mình sẽ deposit cái USDC đây nhé. Ở đây nó có chỗ USDC này. Thì mình sẽ chọn ví dụ chọn 50% ra. Xong mình ấn deposit vào. Ok, xong mình ấn approve này. Rồi, mình đã deposit thành công nhé. Ok, khi deposit thành công thì ở chỗ này nó có chỗ xuất hiện tiền này. Đấy, thì mình có thể chọn ở đây và mình mua nhé. Mình buy sell ở đây. Đây nó có buy sell này. Đấy, mình có thể mua. Mình mua 10 USDC tương đương với cái gần 1 cái ATB nhé. Mình sẽ chọn 11 đi. Ok, xong mình ấn buy ATB này. Rồi xong mình ấn approve nhé. Ok, thì nó bảo cái lệnh của mình đã được đặt nhé các bạn nhé. Được tạo thành công rồi. Ok, thì mình đã mua thành công rồi nhé. Bạn có thể vào kiểm tra vào chỗ cái ví của mình này. Thì bạn vào chỗ market nhé. Thì bạn ở đây thì nó có một cái ABT mình vừa mua xong. Và trên cái ví của mình còn 6 USDC nhé. Thì nó thống kê tài sản ở đây nhé các bạn nhé. Đấy, thì mình đã xong rồi. Sau đó mình sẽ có thể rút ra được nhé các bạn nhé. Ok, sau đó mình sẽ sell cái ABT này. Mình đổi lấy cái USDC vừa nãy nhé. Này, mình sell. Ok, thì cái lệnh của mình là thành công nhé. Nó báo sell order này. Ok, sau đó mình sẽ chọn withdraw ra. Mình sẽ rút toàn bộ ra nhé. Mình sẽ rút toàn bộ số lượng mình vừa nạp vào. Đây, 17 USDC mình ấn withdraw ra. Thì nó sẽ về lại cái ví của mình nhé các bạn nhé. Approve này. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ này rồi nhé. Mình tắt đi. Đây, mình đã hoàn thành nhiệm vụ 4 rồi nhé. Tiếp theo là sẽ nhiệm vụ 5 nhé. Là hoán đổi trên cái sàn Liquidswap ấy của Monten. Thì mình kích vào đây thôi. Thì nó sẽ yêu cầu hoán đổi. Tiếp theo mình sẽ làm nhiệm vụ số 5 nhé. Mình ấn vào chỗ hoán đổi sàn đất này. Thì cái sàn đất này sàn đất của Monten các bạn nhé. Liquidswap là Liquidswap của Monten. Ok, mình ấn vào đây tên link này. Ok,
Ok, bạn ở đây bạn ấn connect qua net nhé. Xong bạn chọn author qua net. Ok, bạn chọn cái ví mà bạn có. Ok, thì ở đây bạn cũng chọn nhiệm vụ swap nhé. Đây, ở đây nó có chỗ chọn token và bạn swap này. Đấy. Ok, thì ở đây mình sẽ swap cái USDC của mình sang ABT nhé. Ví dụ mình swap 20. Đấy, ok, mình swap sang ABT. Swap này. Đấy, ok, mình đã swap xong nhé. Đấy, giờ mình đã thực hiện nhiệm vụ xong rồi. Cũng khá đơn giản rồi các bạn ạ. Rồi, sau đó mình sẽ tắt đi. Tiếp theo mình sẽ thực hiện nhiệm vụ số 6 nhé. Là cũng swap ở trên cái sàn Pancake swap. Và mình nhớ chọn mạng là Atom nha các bạn nhé. Ok, mình kết vào Pancake swap này. Ok, thì bạn chọn đây là mạng laptop nhé. Mạng laptop đây này. Các bạn ấn connect qua net này. Bạn chọn những cái ví mạng laptop ở đây nhé. Mình dùng ví Becha nên mình chọn ví Becha. Ok, thì bạn sẽ chọn swap. Đây, ở đây nó có cặp ABT và NZ USDC này. Thì mình sẽ chọn swap ABT sang NZ USDC. Mình sẽ swap 1.9 này. Ok, mình ấn swap này. Bạn ấn update ở đây này. Rồi, có confirm swap. Rồi mình ấn swap nhé, Apollo này. Rồi, cái lệnh của mình đã thực hiện được nhé. Đấy, thế mình đã thực hiện xong rồi. Tiếp theo mình cái nhiệm vụ cuối cùng, nhiệm vụ số 7 là mình swap ở trên Sushi swap nhé các bạn nhé. Ok, mình sẽ mở trang Sushi swap ra. Ok, khi mở trang Sushi swap thì mình cũng ấn kết nối ví. Chọn vào đây, kết nối ví nhé. Mình chọn ví Becha. Rồi ấn Apple Pro này. Ở đây mình lại chọn swap. Đây, ở đây có cái NZ USDC, bạn chọn NZ USDC này. Đấy. Thì mình sẽ lại swap sang khoảng 20 này. Đấy, xong mình ấn swap này. Swap. Ok, Apple Pro nhé. Đây, thì về cái lệnh này của mình đã swap thành công nhé các bạn nhé. Đây, thì mình đã được 2,9 cái tổng cộng của 2,9 APT đây. Đây, thì mình đã làm nhiệm vụ xong cái số 7 rồi nhé các bạn nhé. Thì cuối cùng là bạn làm cái submit qua net. Net là cái điền Google Form nhé. Bạn kích vào cái chỗ Form Google này này. Đây, nhớ kích vào chỗ Form Google nhé. Thì bạn nhớ cả cái thời hạn này. 7 giờ GMT GMT cộng 7, 6 giờ nhé. 6 giờ GMT cộng 7 nhé. Đấy. Ok, sau bạn kích vào form này. Ok, thì ở đây thì bạn sẽ chỉ điền cái địa chỉ ví aptop của bạn vào đây thôi, xong bạn gửi là được nhé. Đây, bạn vào cái ví, xong bạn copy địa chỉ ví ở đây này, copy này. Xong bạn dán vào đây, xong bạn gửi. Thì cái khoảng 24 giờ sau thì bạn sẽ quay lại cái form cái nhiệm vụ Gasen này nhá, xong bạn ấn nó ấn tích xanh cho bạn ở đây, nó sẽ có tích xanh ở đây và bạn ấn claim cái điểm và cái OAT đây nhá. Ok, thì vậy là mình đã hướng dẫn xong làm cái nhiệm vụ của Aptop Quest 2 rồi, đấy là nhiệm vụ số 2 và cơ hội sign up của Aptop này nhá. Ok, các bạn nhớ cái thời hạn là ngày 6 giờ tối ngày 1 tháng 1 2024 nhá. Chút là cái bước số 1 này, nếu mà các bạn đã có USDC rồi thì các bạn bỏ qua cái bước cầu này nhé. Tiếp theo là cái bước swap ở trên cái deposit ở trên cái Thana này, thì các bạn deposit xong thì bạn có thể ấn withdraw ra nhé. Các bạn có thể ấn vào withdraw ở đây, bạn ấn max và bạn ấn withdraw ra đấy. Ok, còn cái nhiệm vụ stack cái ABT thành ABTS đấy các bạn ạ,
ở cái nhiệm vụ này này, cái vụ số 3 này này thì bạn stack vào thì nó không rút rút được ra đâu, thì các bạn stack một lượng nhỏ nhất có thể nhá, là 0.2 AVT nhé các bạn nhá. Thì cái này nó phải khóa 1 năm hay sao ấy. Mình cũng chưa tìm hiểu rõ nhưng mà nó không rút được ra ngay đâu. Ok, thì vậy là một số cái điểm chú ý như vậy nhé các bạn nhé. Còn cái mọi sàn khác thì để bạn nạp vào bạn có đều có thủ thể rút ra luôn nhé. Ok, thì mình xin kết thúc video tại đây nhé. Các bạn thấy video này hay hãy cho mình ghé qua kênh X của mình, cho mình một like, một follow kênh X của mình nhé. Và cho mình một like, một comment ở các bài viết của mình. Rồi các bạn cũng ghé qua cái kênh Crypto Honey của chúng mình, cho mình một like video, một subscribe kênh Crypto Honey nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào.